Annyeonghaseyo, xin chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh của Cường ha. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại trao đổi với nhau về những cái vấn đề mà của kỳ thi EBS TOEIC. Và có rất là nhiều bạn nhờ thì chỉ lại những cái bài khóa ở trong cái quyển sách 60 bài. Ngày hôm nay thì lần đầu tiên làm cái video này để mà bắt đầu chúng ta sẽ trao đổi về những cái bài hội thoại ở trong cái 60 bài của mình. Đầu tiên thì từ những bài đơn giản như các bạn, bây giờ chúng ta sẽ thử nghe xem cái đoạn này thì người ta sẽ đọc như thế nào thì sẽ chỉ cho các bạn cái cách để chúng ta phát âm cũng như ngữ pháp hoặc là chúng ta dịch được bài nhé.대화 2. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. Rồi, ở đây thì chúng ta vừa nghe người ta đọc giữa đoạn hội thoại giữa bạn Tuan và bạn Trường Cu, có nghĩa là bạn Tuấn và bạn Trường Cu. Thì bây giờ chúng ta thử nghe lại một lần nữa các bạn nha. 대화 2. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. Ở đây thì chúng ta có những cái lưu ý về phát âm một tí xíu. Ở đây thì chúng ta thấy là tại sao mà người ta không đọc cái chữ imita đó các bạn. Người ta không đọc là ít ni tà đó. Rõ ràng ở đây chúng ta thấy cái chữ y nè đó, nó cộng với chữ bờ ở vị trí bạch chim đúng không, nhưng tại sao không đọc là ít ni tà mà mình lại nghe trong băng nó đọc là im ni tà. Các bạn nghe thử coi nào, có phải là im ni tà hay không nha. 대화 2. 저는 투안입니다. Rõ ràng bạn nghe nó là 저는 투안 im ni tà. Như vậy lý do là gì các bạn? Ở đây nó là một cái quy tắc biến âm trong tiếng Hàn. Quy tắc biến âm này như thế nào? Ở đây chúng ta có chữ trong tiếng Hàn, cái này người ta gọi là piúp các bạn, hay là thì gọi là chữ bờ đi. Mình nói cho nó đơn giản thôi, mình học lao động thì mình nói đơn giản thôi. Bờ gặp n. Bờ gặp n và m thì lúc này á bờ sẽ bị biến thành bờ bị biến thành m. Đó. Cho nên ở đây các bạn nhìn nè, chữ bờ nè, đó ở imnita thì ở đây các bạn bạn thấy không, đó là chữ bờ nè, đó, chữ bờ lúc này nó gặp chữ n nè, cho nên chữ bờ nó đã biến thành chữ gì các bạn, chữ m, cho nên bạn phải đọc là imnita. Vì trong đây bạn thấy nè, tu an đúng không, tu an, và ở đây là gì bạn, không đọc là imnita mà là imnita. Nhưng ở đây lại có một cái chuyện là bạn phải gì các bạn, nối âm. Trong tiếng Hàn nó gọi là giờ nâm, có nghĩa là bạn phải nối âm lên. Thì nối âm lên thì là gì? Khi mà bạn thấy cái, thường thường thầy giảng đùa đùa á, là khi bạn thấy có cái tròn tròn ấy, là mấy cái bà nữ, mà gặp ông nam thì là, thí dụ như ở đây chúng ta có một cái chữ là chữ chữ nạc đây, thì ở đây chúng ta phải đá cái chữ cao ở đây thì nó là naka, naka âm thường, cho nên chúng ta hạ cao độ các bạn ha, naka. Vậy thì chúng ta đọc lại naka. Như vậy ở đây thì bạn phải đá âm qua là gì bạn, là tu a rồi đá chữ n qua đây thì phải là tu a nim nita, tu a nim nita đó. Như vậy ở đây thì chúng ta sẽ dễ dàng đọc được là chữ vào như sara sara nim nita, thế sao nim nita, Saramimika, Haksenimika. Đó, như vậy chúng ta thấy rõ ràng. Đầu tiên khi mà bạn muốn đọc chữ ita, ita là gì bạn? Ita là động từ là. Và khi nó cộng với cái đuôi câu kể, đuôi câu trần thực là bonita, thì bạn phải đọc là imnita, imnita. Như vậy là do là chữ b nó gặp chữ n, cho nên nó biến thành chữ m. Đó. Như vậy khi chúng ta nghe cái đoạn văn đó thì chúng ta thấy là tại sao nó đọc là imnita,
và những cái chữ giống như là bạn Tuấn, tôi là Tuấn, thì là 저는 초아님입니다. Đá chữ N qua luôn nhé bạn. 초아님입니다. 초아님입니다. Đây, chúng ta sẽ nhìn nhé. Rồi, như vậy chúng ta mới trở lại cái bạn hội thoại của mình. Thì bạn Tuấn giới thiệu mình là gì bạn? 저는 초아님입니다. 어느 나라 사람입니까? 다 chữ này đó mà. M. 사람입니까? 베트남. Ở đây chúng ta nhớ là kéo âm các bạn nha. Ở đây có chữ thờ. Thì ở đây là âm đặc biệt. Chúng ta phải dịch về đây giống như là chúng ta có là bề, phề, phề nha. Chữ phề rồi thêm chữ thờ là phề. 베트남. 베트남 사람입니다. 학생입니까? 학생입니까? Này chỉ do chữ bờ gặp chữ n nè. 학생입니까? 아니요. 회사원입니다. 회사원입니다. Như vậy chúng ta nghe lại lần nữa nha. Và chúng ta chỉnh âm. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 아, 베트남 예 학생입니까? 아니요. 회사원입니다. 자, 이제 좀 nghe lại một lần nữa nha. 대화 2. 저는 투안입니다. 아니죠. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 어느 나라 사람입니까? 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 베트남 사람입니다. 베트남 사람입니다. 학생입니까? 학생입니까? 아니요. 회사원입니다. 아니요. 회사원입니다. Như vậy là vì chúng ta có thi vòng 2 đó các bạn, cho nên các bạn cố gắng hồi trước các bạn kia học thì cái phát âm thì nó cũng không có chú ý lắm, rồi chúng ta cũng không có được đọc lắm bởi vì không có thi vòng 2. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu thi vòng 2, cho nên bạn nên dùng cái phương pháp shadowing, có nghĩa là bạn nên lặp lại cái hướng dẫn của trong cái đoạn văn này. Khi người ta đọc một câu rồi các bạn đọc lại một câu, và khi nào ấy mà sau này là mà bạn quen rồi thì bạn có thể là đọc chồng lên cái lời của trong băng luôn, để chi các bạn, để cho chúng ta phát hiện ra ở chỗ nào chúng ta đọc đúng, chỗ nào chúng ta đọc sai. Dĩ nhiên là phát âm thì chúng ta cố gắng thì các bạn, tại vì có khi là mình học ngữ pháp tốt nhưng mà phát âm của mình không tốt, thì mình làm sao cố gắng từ bạ khoảng 70% để mà chúng ta, hoặc là 70-80%, còn nếu mà cố gắng tuyệt vời luôn các bạn thì chúng ta đọc đúng luôn hết thì là ok ha. Còn không thì chúng ta phải cố gắng để chi, để cái vòng 2 các bạn có trà kia sô kê rồi có này kia nữa, để các bạn đủ điểm để chúng ta vượt qua cái kỳ thi EBS TOEIC, để mà cố gắng chúng ta đi lao động, chúng ta kiếm tiền về phụ giúp cho gia đình, cũng như là thực hiện được cái mơ ước của bản thân các bạn ha. Còn bây giờ chúng ta quay lại với lại cái động từ im nhị tà. Động từ im nhị tà ở đây các bạn thì nó là động từ là trong tiếng Hàn. Nó là một cái động từ đặc biệt, đó là im nhị tà. Thì ở đây là do là bài đầu tiên ở cái sách này thì họ không có ghi rõ ràng, thì họ chỉ mình luôn là cái động từ im nhị tà. Thì im nhị tà ở đây chúng ta thấy là thật ra là nó cộng với chữ bờ đó, bờ nhị tà các bạn. Cho nên ở đây do chữ y tà này nè, nó không có bạch chim, nó không có bạch chim, cho nên là bạn phải cộng nó ra thành gì đó bạn. Để chữ bờ xuống vị trí của bạch chim thì chúng ta được im nhị tà. Còn câu hỏi thì sẽ là im nhị cả. Tại sao đọc là im thì thầy mới nói nãy rồi, các bạn coi lại nha. Và ở đây là thì cái là này ấy, mình phía trước của nó phải là có một cái danh từ các bạn ha. Nó có một cái danh từ đó, danh từ là im tà. Như vậy nó dùng để nói cái cho cái cuộc talk này, cái chì cóp nè và cái y râm nè. Ví dụ như bạn nói quốc tịch, nghề nghiệp và tên, thì ví dụ bạn nói tôi là người Việt Nam thì là quốc tịch nha bạn, thì mình có thể nói là 저는 베트남 사람입니다. Như vậy là gì? Ở đây chúng ta đang nói quốc tịch là 베트남 사람. 베트남 사람 có nghĩa là gì các bạn? Tôi là người Việt Nam thì là 저는 베트남 사람입니다. Thì ở đây 베트남 사람 có nghĩa là 베트남 사람 có nghĩa là một cái danh từ. Đó, như vậy 입니다 được dùng để nói quốc tịch. Ví dụ như là tôi là người Hàn Quốc thì sẽ là gì? 저는 한국
사람입니다. nhớ đá chữ M của các bạn nha. Như vậy nghề nghiệp thì có thể là ví dụ như bạn nói là 저는 기술자입니다. Tôi là kỹ sư. 저는 기술자입니다. 저는 기술자입니다. Rồi, bạn có thể nói là 저는 gì các bạn? 운전 là lái xe. 운전 기사입니다. Tôi là tài xế lái xe. 운전 기사. Các bạn nhớ hạ cao độ và đọc đúng cái cao độ nha các bạn. Ví dụ âm thường là phải là 저는 chứ không có đọc là 저는. 운전 không có đọc là 운전 nha các bạn. 운전 기사입니다. Rồi ví dụ tên, tôi tên là nãy là bạn là 저는 gì bạn thu âm đặc biệt cho mình không có xuống giọng nha. 투안입니다. Tôi là Tuấn nha. Đó. Hoặc là tôi là nam, 저는 nam. Ở đây nam thì nam các bạn ha. 저는 남입니다. Đó âm qua các bạn nhé. 저는 남입니다. Như vậy 입니다 ở đây thì dùng để gì các bạn? Giới thiệu cái cục chất là quốc tịch nè. Chỉ cấp là nghề nghiệp nè và irum là tên nè. Và nếu bạn dùng imika thì là gì các bạn là phải không đúng không? Ví dụ bạn hỏi bạn là người Việt Nam phải không? Betunam saramika. Betunam saramika. Đó, câu hỏi mình lên giọng các bạn, câu hỏi có không cho nên là mình phải lên giọng. Betunam saramika. Đó, Betunam saramika. Bạn là người Việt Nam phải không? Rồi, quay lại trở lại cái bài của chúng ta ngày hôm nay là 저는 투안입니다. Tôi là Tuấn nè. 어느 나라 사람입니까? Thì ở đây đang hỏi về cái cục chất đúng không các bạn? Bạn là người nước nào? Thì các bạn 베트남 사람입니다. Tôi là người Việt Nam. Và đuôi câu hỏi gì bạn? 입니까? Để hỏi cái nghề nghiệp, có nghĩa là cái chỉ cốt của mình nè. 학생입니까? Bạn là gì? Bạn là học sinh phải không? 아니요, không. 회사원입니다. Tôi là nhân viên công ty. Như vậy là chúng ta có một cái đoạn để dùng 자기소개 với nhau, giới thiệu với nhau bạn ha. Và ở đây thì chúng ta nhớ rằng 입니다 là dùng hỏi là cho 이름 là tên, 국적, 국적 là quốc tịch và 직업 là gì? Nghề nghiệp. Còn nếu ví dụ như ở đây nè các bạn, mà bạn này trả lời là hỏi là 학생입니까? Bạn là học sinh phải không? Nếu trả lời dân thì bạn chỉ cần nói là 네, 학생입니다. Tôi là học gì các bạn? Học sinh. Đấy. Rồi, như vậy khác nhau là nếu trả lời không thì sẽ là gì các bạn? 아니요. Còn trả lời vâng thì sẽ là gì? 네. Được chưa các bạn? Như vậy là chúng ta nhớ nha. Câu này bạn có thể trả lời, bạn có thể dịch ra là gì? Tôi nè, là Tuấn nha. Là Tuấn. Ở đây là gì? Bạn là người nước nào? Thì ghi ra bạn có quên thì bạn có thể là bạn nhìn tiếng Việt để bạn nhớ cái đoạn này nhé. Và gì các bạn? Tôi là người Việt Nam. Đấy, tôi là người Việt Nam. Được chưa? Và ở đây là gì? Bạn là học sinh phải không? Hát xe nhìn gì các bạn học sinh phải không? Dân. Không. Ở đây là không. Tôi là nhân viên công ty. Như vậy chúng ta nghe lại một cái lần nữa về cái đoạn băng nó đọc để chúng ta chỉnh phát âm các bạn nhé. 대화 2. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요. 회사원입니다. Rồi, bài giảng của thầy ngày hôm nay cũng hết. Mong các bạn hiểu ha. Và nếu bạn nào không hiểu được thì bạn cứ comment dưới đây thì thầy sẽ trả lời cho tất cả các bạn để các bạn có thể hiểu hơn. Và đây là những cái video để giúp cho các bạn có thể đạt được ước mơ là mình đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc được. Và thầy luôn chúc là các bạn học tốt. Nếu các bạn thích thì các bạn nhớ like, share và subscribe cho thầy nhé. 안녕히 계세요.